Trở lại với câu chuyện phá bậc tam cấp để đòi lại vỉa hè cho người đi bộ tại các đô thị. Thưa quý vị và các bạn, trước những động thái kiên quyết từ phía chính quyền, người dân biết rằng rất khó để có thể lấn chiếm vỉa hè để xây bậc tam cấp thêm một lần nữa. Do đó mà nhiều gia đình ở Hà Nội đã nhanh chóng cải tạo, xây dựng lại bậc tam cấp theo hướng thụt lùi vào trong nhà nhằm giúp cho việc ra vào dễ dàng hơn. Phố Hào Nam những ngày này như một công trường xây dựng. Hàng chục hộ dân tại đây đã đồng loạt xây lại bậc tam cấp thụt vào bên trong diện tích nhà mình. Thường các hộ phải thuê thợ xây đào vào bên trong nền nhà 60cm để xây 3 bậc thềm. Nếu không phải dỡ cửa thì mức chi phí khoảng 5 triệu và khoảng 10 triệu nếu phải dỡ cửa và xây mới lại. Thời gian thi công và hoàn thiện chỉ trong vòng 2 ngày và có thể sử dụng ngay. Theo các hộ dân, mặc dù mất một số tiền không nhỏ, song chấp hành chủ trương của quận Đống Đa và thành phố Hà Nội và phục vụ việc kinh doanh của gia đình, họ vẫn vui vẻ xây lại bậc tam cấp. Tại phố xã Đàn, lại đang một số hộ dân cũng đã tiến hành xây bậc tam cấp thụt vào bên trong nhà mình. Trong khi đó số khác vẫn đang kê tạm bao cát, bác ghế để chờ sự hướng dẫn của địa phương.